Nhung nhá. Of you, like a wave returns to the sea into the blue. May change, but it not. Ừ nhỉ, sao mất mic nhỉ? 4242. Thôi, có Nhung thì ra muộn em ạ, nhưng mà không lệch. Chúc mừng em. 7862 rồi. Thế này chắc là phải 72, 62, 72 rồi. Ui. Hình như là ra sớm ấy, anh em à. X2 hả? Ừ, X2. Ra nào. Ây à. Cái trình đã chết nhưng mà cái trình tới chơi. Muốn hát đâu? 10. Hình như ra sớm tầm 10 nháy. 20. Được, pha sau X2. Pha sau X2, sau đấy thì đổi qua lại trấn. Như vậy là cung mình 1-1. Mình tính thế có phải là đẹp không anh em? Sau này tạm biệt cung mình 1. Vẫn còn cơ hội mà em. Ui, có khi là hết thật đấy mà. Hai con. Không được em ạ. Ai à, bây giờ con lấy trấn hả? Lấy trấn đúng không? Ơ à, nick này không có hút tao à? Nick này không có hút tao anh em ạ. Hôm nay đun nổ hơi muộn anh em nhở. Hôm nay đun nổ muộn quá. Hai chục. Ba chục. Bốn chục. Bây giờ nó mà lệch nữa thì nhục lắm. Mọi người ạ. Năm chục. Sáu chục. Phát này sẽ nổ này. Em muốn lấy nhược thủy đúng không? Nó không cho em cái gì hết đây mà. Nó không cho em cái gì hết. Hôm nay game nó ác quá. Nó không cho hồn ma luôn. Thôi đến nước này chỉ còn nước Onin thôi. Năm mươi chín nháy. Toang rồi em ạ. Ngày trước là Nhung Ron hên lắm mọi người ạ, nhưng mà bây giờ không hên. Lệch hết rồi. Hay là bên nơi này game nó chơi chúng ta anh em nhỉ? Chết rồi, sợ là không đủ để nổ ấy. Giờ anh phải làm sao đây? Đây rồi. Thôi rồi, thôi cung mình một. Cung mình không được một em nhá. Cũng được nhỉ. Ôi. Cung mình không được một em ạ. Còn 3 nhà em có muốn lấy cung mình một không? Còn 3 nhà em có muốn lấy cung mình một không để anh thử.
Vẫn còn cơ hội cho em đây, 6 nháy. All in nhá. 6 nháy là quá đủ anh em ạ. Đã luôn nào. Á của Nhung em ạ. Ui, màu tím. Vẫn còn một nháy nữa. Cố lên. Hết rồi em ạ. Hết rồi em ạ. Nói chung là cũng cũng may là ra được cái trấn cuối cùng ấy. Chỉ sợ nó đen quá là không ra được thôi anh em ạ. Nó ra cái hồ ma. Mở đây không có hút tao. Rôn nổ vàng bên đeo vũ khí trước, sau đấy thì rôn qua bên đeo hút tao. Ok hiểu rồi. Tức là em muốn lấy hút tao hồ ma đúng không? Em rôn 50 lần mà trong lịch sử không có. Chắc là em rôn lâu quá rồi. Nick này chắc là nhiều lượt drone đây. À, lúc này có một bạn số 17. Anh Khoa, bạn ấy gửi cho mình Zealand cung 16 đường 5 anh em ạ. À không, cung 16 anh em ạ. Em để dành hơn 500 drone nhưng mà tuần sau mày drone hả? Chúc em được như ý nhá. Đây rồi. Anh hiểu vì sao ở đây rồi. Toàn nhân vật. Ừ, không ra sớm 02. Ảo nhờ. Bên đây vũ khí. Ui, bên đây vũ khí trước. 65 drone. Tám rồi. 7535 cộng với 1 là 36 thôi. Nhạc là season em ạ. Bốn sáu à, 56 này, 56 nổ luôn á. Mình đến có chuẩn không nhở? Hồ ma. Nice. Ôi, nice thật. Tiếp theo nào, thu tao. Ngày mai lên sông Ang là đẹp. Ôi không được rồi, không đủ. Ít quá mọi người ạ. Mua được, đổi cái này được đúng không? Một phát. Khó thế. Khó thế em ơi. Ít quá sợ không nổ được. Đủ một phát X10 nữa. Nãy không bảo Ngọc ạ. Không ra được rồi. Ít quá mọi người ạ. Còn một nhảy cuối này. Có hộ ma nhưng mà không có hộ tao. Xong rồi em ạ. Anh không lệch nhưng mà ít nguyên thạch quá. Trấn nhá, trấn này. Mấy bạn sau thì có vẻ nhanh hơn mọi người ạ. Cho đi lúc hiến tế ở quần ngọc cát giúp em. Ok luôn. 70 rôn, rôn hu tao. Nếu mà nổ sớm thì cho em thêm cái trấn. Được. Bảy mươi đôn, một trấn, một nhân vật, hợp lý em ạ. Anh đến quần ngọc cát cho đi lúc ra đi giúp em. They change but in a cycle.
candles, each painful but delightful to live through. Ui, ba phát. Hai mươi, hai ba, ba ba này, bốn ba này, không chuyển sang trấn rồi, năm ba, sáu ba này, hôm nay mình đôi mình không ra sớm được anh em ạ, bảy ba này, phát này mà ra thì cũng tính là ra sớm ấy, đấy, ra sớm, bảy ba, uầy, nổ luôn. Được, vẫn còn một tí để trấn, em có muốn lấy không? Còn 4 phát. 4 phát thì sợ là không làm ăn được gì. Ui, 4 phát khó lắm. Em muốn thử không hay là để dành cho nhân vật sao? Cho anh để dành nhá. 4 phát thì khó lắm. Không lệch là ok rồi. Kenji nhá. Kenji là gì nhỉ? Nhược Thủy à? Nhược Thủy sau đấy thì lấy Zeylan đúng không? Ok. Em đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất chưa? Đó là vũ khí phải nổ vàng 3 lần mới lấy được. Thế thì nó lại ngon quá nhỉ? Hai cái hổ ma. Có bảo hiểm rồi đúng không? Ok. Thì nó sẽ chỉ nổ một trong hai cây thôi, 62 ron. Uầy, 49 phát rồi, 59 phát này. Phát này sẽ nổ này. Nhược Thủy đúng không? Có Nhược Thủy cho em nhá. Sau đấy thì ron Zeylan hả? Ui, nó không ra Nhược Thủy mà. Cay thế nhở? Cay thế ta? Nick của Kenji còn không có cả, không có cả Phu Tao cơ. Thế giờ sao em? Giờ có nên luôn là Phu Tao không? Có thời dài rồi thì không lo. Zeylan hả? Ok, Zeylan thì Zeylan. Uầy, 13 hả? X10 là ra luôn hả? Uầy, nice em ạ. Vẫn còn 32 viên, em có muốn làm gì đấy không? Hay để dành? Không lệch em ạ. Hú Tao hả? Hợp lý nhỉ? Hợp lý. Chưa lấy Hú Tao là đẹp cả đôi đường này. X10 nổ luôn. Chưa. Hú Tao để gỡ nào. Đây rồi, Hú Tao, gỡ cho em nhá. Được không? Uầy, gỡ được luôn anh em ạ. Gỡ được luôn anh em ơi. Vẫn còn 2 viên và 4 viên ở đây. Đỉnh cao quá. Gỡ được cho em luôn nhá. Ngon quá nhỉ. Được rồi. Nick của Kiệt. Kiệt là lúc nãy bảo không cần phải roll nữa đúng không? Đây nhạc đây, xin chào em ạ. Vẫn còn mấy đôn. À
Aclone hả? Thế thì nhập ra chuẩn bị đọc mã cho anh này. Ok, sẽ lan cho em đúng không? Em đứng đây là góc tâm linh đúng không? Anh hiểu rồi. Ui, hết một cái một bài nhạc rồi. Như vậy là 6530 cộng 2 32. 32 cộng 38 à? 70. Ui. Năm hai, sợ là không đủ nổ anh em ạ, sợ là đen quá không đủ nổ ấy. 62, ui 62 nổ luôn, nổ sớm sợ đen không sao, dây lan đi, lên nhạc rồi, nhạc lên rồi, ui toang rồi em ạ, ác cờ luôn. Toang rồi em ạ. Dừng tay nhá. Nổ sớm. Gỡ hả? Ok, gỡ vậy. Tích 10 phát nữa. Mình muốn gỡ. Không gỡ rồi em ạ. Em phải gửi nick chính cho anh thì anh mới bắp lắc được. Nick phụ thì chắc là em nên tự roll. Thật ra đứng đây sợ không linh lắm em ạ. Roll nhà Zelan nhà anh, ok roll luôn. Vào là quất luôn anh em nhá. Nhiều nguyên thạch đấy. Chúc mừng em. Ui 4 phát à? X10 đã luôn. 30 40 này. Năm mươi nick cờ lôn hả? Cờ lôn thì anh sợ là giống nhập ra rồi, khả năng là phát này lại ra chi rồi, vẫn chưa ra. Cái gì đây? Ui nice em ạ. Ok nhá, trả cho em luôn. Nick này đúng là mới thật. Không phải mới mà không có nhiều nhân vật lắm. Cũng là clone nhưng mà clone nó có clone zit, clone zat em ạ. Vinh Vũ nhật ra đang ở một mình ngoài đảo xa rồi, có bạn nào muốn ra đảo với bạn ấy không? Nhật ra đang cô đơn rồi. Các bạn khác mặc dù là lệch nhưng mà các bạn ấy có nhiều tài nguyên nên là các bạn ấy vẫn về bờ được. Nhật ra chỉ có đủ nổ thôi, còn nhật ra thì ra đảo không có gì để về hết. Bạn ấy bảo là em run của anh em ạ. Được rồi, để anh cố gắng vậy. Lấy hút tao đúng không? Lấy hút tao hả? Khả năng hút tao, đích này lấy hút tao không ngon. À cũng được, ngon, vẫn ngon. Tại vì Chinh Chiu chưa rồi. Nói nhầm anh em nhá. Hút tao đích này ngon. Uầy, đích này thì có bảo hiểm rồi. Thôi rồi, có bảo hiểm rồi thì không phải rút em ạ. Anh chỉ cố gắng ra sớm vậy, không biết có được không. 45 run.
Ui, toàn xin chiêu ngon anh em ơi. Ngon quá. Không nổ rồi. Ui, 5 con xin chiêu rồi. Cũng 16 luôn. Còn thiếu hút tự quay thôi. Vừa có biến hả anh em? Không nổ được, không nổ được em ạ. Thứ nhất là có bảo hiểm rồi, thứ hai là chưa đủ để mà đến lần thứ 75. Có bảo hiểm rồi mà em bảo run gì đâu. Em cứ run thì chắc chắn là ra hút tao thôi. Ta đâu nhá? Ta đâu, tên là gì nhỉ? Ừ, cái nick vừa rồi làm 5 con xin chiêu là quá ngon rồi. Từ cung 11 lên cung 16 luôn. Arrow roll cái gì em nhỉ? Em viết tâm thư này để nhờ anh đưa dì Lan về với em. Anh hãy hiến tế Tích Nari cho em. Hiến tế cải cắp nguyên thạch Tích Nari, ok. 83 roll 8 lần rồi. 18. Hai tám. Nó mà về Tích Nari thì 38. 48 này. 58 này. Khả năng là 88 rồi em ạ. 68 này. 78 này, phát này ra rồi. Ui, 88 thật anh em ạ. Zelan 88 rồi, chuẩn luôn. Chúc mừng em nhá. Ui, 79 90, 80, ui 81 rồi em ạ. 82 83 rồi. 84 hết rồi em ạ. 6 này, 7 này. Đây rồi, không được. Hết rồi em ạ. Muna. Muna còn ngon không? Muna có rồi. Muna có rồi em ạ. Onin em nhá. Còn thử con gỡ nhỉ. Hết rồi em ạ. Hết rồi em ạ. Chia buồn với em nhá. Như vậy là Nhật Gia với đảo Nhật Gia với Taro là ở ngoài đảo cùng nhau rồi. Anh vào nick của Đạt nhá, Giát đúng không? Run Zelan nha anh, nếu lệch đừng lệch ke trinh, ok. Tâm thư cho anh nhưng không thành công đấy em ạ. Có vẻ không nhiều lắm nhở? 7, 8 9, chắc là x10 nổ luôn. 12 rồi, 13, 14 rồi. Uầy, x10 nổ luôn anh em ạ. Đừng lệch cái trinh, ok anh sẽ cố gắng vậy. Anh sẽ cố gắng vậy. Đừng lệch cái trinh. Zelan nào. Uầy, không cái trinh ra con này em ạ. Em à, toang của em ạ. Toang của em ạ.
ra Chi Chi mới rồi, em có thích Chi Chi không? Chi Chi mới thì chắc là cũng ok nhỉ. Em cần con Ninh à? Anh đu tiếp nhá. Anh thấy còn khoảng khá đây. Anh bấm nhầm. Wow. Đúng là có Ninh em ạ, nhưng mà không có ấy rồi, không có dây lan cho em rồi. Sorry em. Không lệch cho Trinh là ok đúng không? Hết rồi em ạ. Cô Phạm nhá, anh like lâu rồi mà, anh like khoảng 3 tiếng rưỡi rồi. Khôi Phạm nhá. Khi mà lệch thì chỉ có mình buồn với bạn ấy buồn thôi. Còn mấy anh em thì vui lắm. À, có phải em bảo là Hiền Tế ở đây đúng không? Đứng đây Hiền Tế đúng không? Hiền Tế đi lúc hả? Để xem công thức mới có hiệu nghiệm không nào. Tí thì lệch. Công thức mới nhỉ? Láo ra chết rớt cả xác xuống luôn rồi. 66 phát. Mười ba phát như vậy thì x10 khả năng là ra được. Còn đá nữa hả? Tức là em muốn tấp tay đúng không? Pha này sẽ nổ này. Chào Bican nhá. Chúc mừng em. Uầy. Được rồi mà. Còn gì không? Hết rồi mà. Tấp tay hả em? Lệch mất rồi mà. Uầy. Nhiều đá này. Tiếp nhá. 10. Nổ sớm nào, nổ sớm đi. 20. Dây lan chắc chắn có rồi. Thôi dây lan của mình 1-1 cũng được nhỉ. 40. Chưa nổ được rồi. Hơi đen em ạ. Hôm nay kiểu không ra sớm được mọi người nhỉ. Khó thế. Chào Phương Đoàn nhá. Cung mình một cho em. Không được. Anh dừng hay sao em? Anh dừng hay sao? Vũ khí đi anh. Vũ khí lấy gì đây em ơi? Nhược thủy không? Bạn ấy đầu tư ấy. Bạn ấy đầu tư ấy. Mười. Hai mươi. 30.
20. Chưa đủ rồi anh em ạ. Thiếu rồi, thiếu mấy nháy rồi. Phải 65 trở lên cơ. Đổ vàng đi. Sợ là thiếu mấy nháy rồi anh em ạ. Nếu mà không vàng thì ra tím một phát này đi để mình thêm một nháy nữa nào. Uầy, thiếu mất rồi em ạ, thiếu mất mấy nháy rồi. Thiếu mất rồi. Khoảng 3-4 nháy nữa là nổ được. Hết sạch rồi. Nạn nhân tiếp theo nào, Đình Nguyên đâu? Mời em lên bảng. Anh là FPT. Anh làm các kiểu tâm linh cho em. Ok. Anh làm các kiểu tâm linh cho em, ok. Bạn ấy bảo anh roll cho em 20 lần thôi. Nổ được thì nổ, không thì thôi. Hình như lần trước anh cũng làm các kiểu 30 lần ra đây. Thắng thế. Nguyên Thạch nhiều nhưng mà chỉ cho anh roll 20 lần thôi. Hay là 20 lần là đủ nổ nhỉ? Ở đây mới được 41 mà cộng 20 thì cũng chỉ được là 61. Anh làm kiểu gì cho nó tâm linh đây? Ok, 20 lần là được. Hết rồi em ạ. Bạn ấy bảo để dành cho Yula. Thành gửi ác cho anh hả? Anh Thoan nhá. Lần trước bạn ấy cũng bảo với anh là 30 lần thôi. Thì 30 lần nổ thật anh em ạ, lần trước 30 lần nổ thật. Không nổ được. Không nổ được em ạ. Không nổ được. Thôi, dừng nhá. Có lần bạn ấy bảo, bạn ấy cũng bảo thế mọi người ạ. Anh roll cho em 30 lần thôi, nổ thật anh em ạ. Bạn ấy để dành cho nhân vật sau. Nếu mà hên thì chấp nhận, còn không thì thôi. Người tiếp theo nhá. Không, người ta gọi là nạn nhân tiếp theo mà. Bao trường nhá. Anh vào đây. Sẵn sàng cho em. Lên thuyền để ra đảo với các bạn thôi. Em toàn 8x mới nổ anh thế mà. Rồi, tiếp tục lại Zealand này. Hôm nay là anh em run Zealand là chính nhỉ. Em X2 Zealand rồi, chúc mừng em. Cho anh xin tí lắc. Ui, lại đứng đây hả? Đứng đây là lúc nãy là hơi đen em ơi. Nhưng mà thôi,
anh cứ quất cho em nhá. Hát này ra này. Nếu như mà lệch thì sao em? Rồi, Zelan Fake đã có. Ui, Zidane chù. Em à, lệch của em à. Có phải chỗ này không phải góc tâm linh đâu anh em ơi. Chỗ này nãy giờ đứng 2 lần. Đứng 2 lần lệch cả 2. Giờ sao em? Tiếp anh ok em, quất nhá. Để anh làm cho xem. X người ra luôn này. Không sao anh em cứ để mình. Nhưng có bảo hiểm rồi. Bây giờ roll kiểu gì thế anh em ạ. Ba chục. Bốn chục. Cảm giác là khi mà anh em roll nhân vật nào ấy mà đến cái địa điểm của nhân vật đấy thì roll cảm giác nó không trúng được. Chưa nổ được rồi. Ui, có 16 rồi, có 16 xin chiêu rồi. Hết sạch nguyên thạch của em luôn. Hai con. Ui, vẫn thêm một con xin chiêu nữa, cay nhờ. Còn 10 drone. Anh để cho em nhá. Như vậy là còn 15 drone. Thôi để anh quất nốt một phát vàng, một phát xanh xem. Anh dừng nhá. Đen của em ạ. Thôi cuộc sống nó là vậy em ạ. Có lúc đỏ lúc đen vậy. Anh đừng lệch, cho anh hỏi bây giờ làm sao để anh không lệch được đây. Nãy giờ anh lệch liên tục. Cho anh cái má nhá. Muốn em đen liên tục à? Hôm nào Hùng gửi cho anh lại xem. Lệch thì dừng nhưng anh đừng lệch. Chuẩn bị tâm lý đi. Hình như mình lệch mấy phát liên tiếp rồi mọi người ạ. Ây à, lệch mấy phát liên tiếp rồi. Đủ các thể loại. Jin Chi Cái Trinh đi lúc lệch hết rồi. Môn hàng lệch rồi. Tích Nari chưa lệch. 44 rồi. 54. Em tin anh đúng không? Nhìn xem anh lấy cho em cái gì đây. 64 này. 74 khả năng chưa ra được. Phải 84. Mặt 84 thì khả năng x2 là có anh em ạ. 84 này. 84 này khả năng x2 nhá. Chưa một lần x2. Hôm nay roll rất nhiều nhưng mà không được một lần x2 nào. 75, 76, Zelan, 77, 78. Chúc mừng em. 79 này vẫn còn anh em ạ. 80, 81, 82 hết rồi. Zelan không được. Ok. Như vậy là không lệch nhá.
Trọng Di nhá. Một trăm sáu mươi luôn cung mệnh không. Không, cung 16 được một khoảng tầm 700 ron là anh nghĩ là chuẩn. Trung bình khoảng 700 ron. Còn tầm 500 ron thì gọi là hên em ạ. Thật ra cái nick của Tí lúc nãy mình ron không nổ sớm đâu, nhưng mà nó cũng khá là ảo. Mình ron ở banner vũ khí chỉ lệch đúng một lần. 5 cái cung với 7 cái thương với một cây cánh trên không thôi, lệch đúng một lần anh em ạ. Như thế thì mình nghĩ cũng là hên rồi. Tại vì Trí có Zelan cung 16 nên là cây cung tích luyện 5 nó cũng không phải quá tệ. Lấy cho em Zelan ok, anh sẽ cố gắng nhá. Không, cái bài hiển tế vẫn được anh em nhỉ. Cái nick của bạn Khoa thì mình lệch một phát tích Nari nó cũng khá là ngon. Còn Chi Chi thì không thoát được anh em ạ. Quả lệch của Chi Chi không thoát được. Chi Chi của mình 5 rồi. Đăng ký roll thì banner này chắc anh không nhận được nữa Huy ạ. À, banner sau nhá. Tích Navi đã có. Có mỗi Tích Navi thôi, Tích Navi và Jin. Thịnh Yên cứ gửi cho anh nhá, tại vì em gửi cho anh lâu rồi nên là anh vẫn roll cho em. 14.000 nguyên thạch. Ui, 100 roll có lấy được của mình không? Không, đây là câu trả lời. Bây đầu mới, Linh Quang mới. Em là newbie đúng không? 20. Ba chục. Bốn chục. Năm chục. Hên thì lấy được em nhỉ. Ác mới chết lại một tháng hả? Phát này sẽ nổ này, hy vọng là sẽ cho em. Tại vì nick mới có Zelan thì ngon hơn. Nhạc lên rồi em ơi. Ui, chuẩn luôn, x2. Không được. Chúc mừng em nhá. Em có muốn lấy thêm gì không? Có muốn lấy Hu Tao không? Có muốn lấy Hu Tao không? Lấy vũ khí à? Ok, vũ khí nhá. Định chuẩn ngược đúng không? Hay là Hu Tao nhỉ? Tại vì vũ khí anh thấy em không roll nhiều. Pha này 40 roll mà không nổ được thì nó cũng phí. Nhưng mà lấy Hu Tao thì nếu mà nó không nổ thì sau này em vẫn có lượt để em lấy nhân vật sau. Hu Tao nhá. 10. Không được rồi em ạ. Thôi không sao. Không ra Hu Tao thì mấy con sao roll tiếp không được. Còn vũ khí bây giờ mà roll thì phí. Không nổ được thì phí anh em ạ. Anh Khoa donate cho anh 99.900 đồng. Hu Tao cung 16, cảm ơn em nhá. À quên, là Zelan cung 16. Thank you em. Anh trả nick cho em nhá. Không ra được em ạ. Gia Hưng. Ra Zelan là ok rồi. Ron Zelan rồi hắn lấy trấn, ok. Bảo AK chờ anh nhá.
À Bảo ca, ok anh nhớ rồi, ok. Dễ làm ưu tiên hơn em ạ. Hưng cho anh cái má nhá, lấy hưu tao này. Lâu lắm mới thấy hưu tao nhỉ, nãy giờ các bạn toàn lấy Dễ Lan thôi. Ui, anh em cần phải hiện tế hết không? Mona, Dilok, Chi Chi, Tignari. Anh không biết phong trình ạ. Hu Tao với 28 roll. Lịch sử nào? 4 này, 5 này, 6 này, 8 này. À, lệch rồi. Lệch rồi mà. Lệch rồi thì nó không bất ngờ em ạ. Tại vì kiểu gì nóng ra ấy. Nhưng mà nó chỉ bất ngờ nếu mà ra hai con thôi. Hai con nào? Một con em ạ. Của em lệch mất rồi. Anh chuyển qua nick của Bảo nhá. Ok. Thôi chiều bạn ấy một phút anh em nhá. Chiều luôn 8 lần roll. Để xem nào. 9 lần roll. Còn 40 roll là nổ hả Hùng? 40 roll nhiều lắm. Anh sợ là vét không hết được. Không được rồi em ạ. Không có điều bất ngờ xảy ra rồi. Cái điều bất ngờ nó xảy ra khi mà thường ấy, khi mà mình roll nhiều anh em ạ. Mình roll nhiều thì sẽ có cái tỷ lệ nó nổ sớm. Bảo nhá, Bảo này. Lấy cho em con đi lúc ở bên New Zealand. Anh hiểu ý em rồi. Lấy cho em con đi lúc ở bên New Zealand. Bạn ấy thâm thúy nhở. Được. Chiều em luôn. Em lì xì Momo cho anh, ok, 1.000 đúng không? Cảm ơn em nhá. Chết rồi, mình không kéo lên anh em ạ. Mình không kéo lên ạ, à. Thôi. Pha này roll không cần đếm. Quan trọng là ra cái gì thôi. Đi lúc đúng không? Có đi lúc luôn. Uê, sao chưa nổ được nhờ? Chưa nổ được em ạ. Ba tư. Như vậy là vẫn đủ, đủ để nổ anh em ạ, đủ để nổ. Cháu Linh nhá. Lấy cho em con đi lúc ở bên New Zealand. Để xem nào. Để xem nào. Ui. Muna ngon không? Không ngon anh em ạ. Muna cũng bình 2 rồi. Nó không cho em con đi lúc em ạ.
Tí với khai hả? Tí hết đấy. Tí khai cái gì đấy? Nó không cho em cái gì hết. Nó không cho em đi lúc, nó không cho em Zealand luôn. Anh thoát nhá. Đốn tiếp hả? Tí hên thế nhở? Hết rồi mà. Phát cuối này. Hết rồi mà. Đến lúc không có. Cung mình 5 được, còn đến cung mình 6 á. Thật ra con hưu tao thì cung mình 6 anh thấy nó cũng không để làm gì. Đức Khiêm nhá. Như vậy là hành trình đôn của chúng ta hôm nay sắp đến giờ kết thúc rồi anh em ạ. 2 tiếng trôi qua. Thì hôm nay có cái kèo đôn của Trí với lại kèo đôn của bạn Anh Khoa mình sẽ cắt riêng anh em nhá. Mình sẽ để video riêng. Đôn Gia Lan đổi thắng Đôn Tấn, ok em luôn. Hu Tao hả? Hùng muốn lấy Hu Tao hả? Muốn làm Hu Tao Bu nhưng mà không được. Để anh. Uầy, 200 đôn. Đôn Gia Lan đổi thắng Đôn Tấn, ok em luôn. Phát này nhiều anh em ơi. Phát này nhiều này. Uầy, nick này nhìn mới mẻ thế. Có mới Mona. Ơ à? Không chết anh em ạ. Sao không chết nhở? Ảo thế. Ảo quá em ơi. Lịch sử nào. Ý trời anh em ơi. Ý trời rồi. Mona thứ 2 cho em. 5525. Ba năm. Mona bất tử à? Mona bảo chúng mày không hiến tế tao được đâu. Tao là bất tử. Bây giờ tiếp một con Mona nữa. 55 rồi. 65 này. Liệu có một con Mona được không? X2. 85 này, X2. X2 em ơi. Ui. Tạch đối mà. Cái trinh. Ây à. Có điểm rồi anh em ạ. Anh Tuấn lại bảo là anh không nạp được. Anh Tuấn bảo là anh không nạp được. Anh nạp cho em luôn được không? Anh Tuấn lại tính làm một cái gì đấy rồi. Mình tưởng là nick này không có cái trinh cơ. Hiện tế nhầm anh em ạ. Nhảy lại cái nữa.
Anh Tuấn cũng 16 rồi. Nàng số số không được mà. Đúng rồi, đúng rồi, anh Tuấn mới cùng 13 thôi, anh quên mất. Anh bị nhầm sang nick khác. Anh Tuấn bảo kiểu giếng lấy cùng 16. Thế thì rốt cùng 16 tiếp rồi. Chưa được mà. Hơi đen em ạ, hơi đen rồi. Nó không lệch ra con nào, nó lệch ra con canh trinh ạ. Nhưng mà hy vọng là sang bên đây vũ khí thì sẽ đẹp cho em. Anh Tuấn 200 run được một con Zenlan hả? Hai phát. Em đặt niềm tin cho anh nhưng mà thôi, cố gắng nào. Đây rồi. Hay lắm. Có luôn. Chấn nào. Ui. Quyển tiên không, không phải là quá tệ các bạn, nhưng mà thôi, không sao. Quyển tiên không do ai dùng, nó không ai dùng hết. Lệch luôn anh em ạ. Thôi tiếp tục nào. Quyển tiên không thì sau này em chơi mấy con DPS pháp khí thì vẫn được. Không phải là quá tệ, chỉ là hiện tại nhân vật em nó chưa có nhiều thôi. Hiện tại tiếp mà anh nghĩ là không cần đâu. Phát này mà lệch nữa thì định chuẩn 2 à? Đen thế nhở? Phát này mà ra vũ khí luôn thì ngon rồi, thì mình đỡ. Phát này lệch thật anh em ạ. Lệch thật luôn à. Nói chung là hai cái vũ khí vừa lệch không phải là quá đen, không phải là quá tệ, nhưng mà hết nguyên thạch mất rồi. Bây giờ mà không đủ roll nó thì tiếc lắm. Đèn của em ạ, lệch hết luôn. Anh nghĩ là nick này đang còn mới thì phải. Hai đỉnh chuẩn mà không lấy được thì tiếc quá nhở. Chào Toàn nhá. Ok anh Tuấn nhá, em nhận được rồi anh ạ. Nhưng mà lấy hai con thì thôi cứ để em roll đã, nếu mà không lấy thì nạp thêm anh ạ. Ui không được em ạ. Đen quá em ạ. Thật ra như em lấy vũ khí thì nó không hợp lý lắm. Để mình xem nhá mày. Bạn ấy kiểu cày chay ấy, chỉ nạp thì tháng thôi đúng không? Nick của em còn gì nhiều để cày không? Đáng ra là không nên đôi vũ khí anh em nhở? Hết rồi em ạ.
Anh thoát ra mất rồi, thôi em tự nâng nhá. Thật ra mấy cái bạn mà ít tài nguyên ấy thì không nên lấy trấn của Gia Lan. Anh và Nico Quốc Bảo nhá. Cung 4 sao trong Gia Lan thì nó có khá là nhiều. Thật ra lấy trấn thì phải cân đồ cũng khá là mệt. Lấy trấn thì trừ khi là các bạn có cung mình 1. Quốc Bảo này, roll cho em Gia Lan với hộ ma. Hơi tiếc nhỉ anh em nhỉ. Hộ ma với quyển tiến công thì không phải là cùi đâu. Hộ ma với Gia Lan hả? 8.000 nguyên thạch có đủ không ta? Để xem nào. Ui, có bảo hiểm rồi. 2 trang rồi, 10 phát. Không biết có đủ không anh em ạ? Anh còn chưa nổ cái Gia Lan đây em ạ. Làm sao lấy hồ ma đây? Không được rồi, không nổ sớm được. Hôm nay không nổ sớm được mọi người ạ. Ừ, tiếng trôi cho anh Tuấn, hai con nữa thì làm hai gói 2.2 triệu có được không mọi người nhỉ? Có nổi không nhỉ? Mình trôi cho anh Tuấn của mình 6 khá là hên, có khi là được ấy. 2.2 triệu là mấy rôn anh em nhỉ? 50 rôn à? 100 rôn mà nếu mà lệch là cũng toang. Chưa nổ ta. Rồi. Anh chỉ làm được cái này thôi, không nổ được em ạ. 2 đôn. Biết đâu nhỉ? Không nổ được em ạ. Thử nhá. Khó. Khó quá em ạ. Không nổ được. Tiến Nguyên có đang xem không? Tiến Nguyên và Nghi Lê nhá. Anh Tuấn nữa là chốt mọi người nhá. Tiến Nguyên ở đâu nhỉ? Anh vào Nghi Lê nhá. Luôn cho em Gia Lan. Chào Quốc nhá. Thế là mình luôn xong nick của Nghi Lê và nick của anh Tuấn là mình sẽ nghỉ luôn. Nick của anh Tuấn luôn từ cung mình 4 đến cung mình 6, 2 con. Ác của anh có rồi. Ok anh Tuấn nhá. Thôi em cố gắng vậy. Em roll nick của anh cũng khá là hên mà. Xong mình đun lấy Gia Lan. Chứ tao ra chưa? Ra rồi em ạ. Hai mốt. 71 hả? 31 nè. Chào Phát Dương nhá. 41 nè. 51 nè.
Sợ là chưa ra được ấy. À, ra được này. Thế cai nhanh nhá. Cai xử lý nhanh nhá. Ui. Tích Nari rồi em ạ. Còn 10 đô đánh quân nốt nhá. Hình như ra sớm ấy mọi người. Tích Nari rồi. Tích Nari rồi em ạ. Hết rồi em ạ. Chia buồn với em nhá. Gửi cho anh cũng khá lâu rồi nhưng mà anh run này lệch mất rồi. Rồi và đây của anh Tuấn nè. Nick của anh Tuấn nè. Nạp cho anh 2 gói. Sau đấy thì run cho anh 2 con. Mười một không bảo hiểm. Như vậy là 11 là thành 55 trừ 1 là 54. Không bảo hiểm anh em ạ. Nổ đôi là được à? Hợp lý. 64 74 74 74 khoan ăn nổ. 84 mới đang nổ đôi được. Rồi, phát này nổ đôi là xong luôn, khỏi phải nạp nữa nhở. Ui, toang rồi anh ạ. Mona cung mình 10. Vâng anh ạ. Thế này thì cái đường đấy của mình 6 còn xa lắm anh ơi. Đây rồi. Giá như mà phát lúc nãy không lệch nhờ. Anh em nhờ. Thì có phải là bây giờ đủ rồi không? Đen thế. Đen thế nhờ. Ôi, mình vẫn còn 2.800 nữa. Có làm nên cơm cháo gì không? Giá như mà không lệch là xong rồi đấy. Một con nữa thôi. Hai chục rồi. Đen thế. Phát đấy mà không lệch là xong game rồi. Không phải nạp nữa. Nó bị lag anh em à. Phải một tí mới nạp được. Nó cứ báo bị lỗi ấy. Ghét thật. Rồi. Cố lên. 20 rồi. 30. Giả sử mà lệch nữa thì đen lắm anh em ạ. Đừng lệch. 40. 5, 6, 7. 50. 60. Chỉ sợ là nó không đủ nổ thôi. Đây rồi. Đừng lệch nữa nhá. Cố lên nào. Dây lan nào, lệch một phát thôi. Lên, đây rồi. Nãy nice siêu luôn. Như vậy là anh Tuấn không cần phải nạp thêm nữa.
Em để nick cho anh nhá. Anh gửi cho em luôn, khá là hên nhờ. Nice rồi anh em ơi. Đấy, gửi cho em 2 pack không biết có đủ không. Đủ luôn anh ạ. Vẫn thừa. Ba con dân lam cũng 16 rồi. Trong buổi luôn ngày hôm nay. Ok, anh vào đến của KHP nhá. Chốt hạ luôn mọi người ơi. Chốt hạ nghỉ ăn cơm nhá. Cảm ơn anh em đã ngồi xem đến ngày hôm nay. Đến giờ phút này. Chuẩn bị ăn cơm thôi anh em ạ. Rôn cái gì đây hả em? Rôn cái gì đây? Rôn gì đây? Thôi anh để cho em nhận cái đấy. Cho anh câu trả lời nào, rôn gì đây em? Hu tao. Ba hả? Mới có mười mấy ạ? 12 hay 3. Sợ là không đủ để nổi anh em ạ. Ừ thế Nhung tự đôn nhá. Nhung ngồi xem là Nhung máu lắm. Anh đôn của Kenji hơi đen nhỉ. Kiểu toàn kiểu gần gần nổ ấy. Không đủ nổ ấy. Đủ nổ thật em ạ. Nó thiếu khoảng vài nháy. Ăn của cay chứ. Hết rồi em ạ. Không đuổi nổ rồi. Thôi để đến cuối bên nơ nổ cũng được. Anh dừng nhá. Anh dừng nhá. Uầy hôm nay mình đôn gần 3 tiếng em ạ. Tại vì nó chưa đủ đến lần thứ 75 ấy. Không cần đâu, làm thêm vài cái sự kiện là nổ mà. Anh dừng nhá. Nghỉ anh em nhá. Nghỉ nhá. Với bên nơi ok. Mình nghỉ nhá mọi người. Cả run cả chơi là 5 tiếng rồi. 5 tiếng rồi anh em ạ. Hôm nay run mãn nhãn quá. Hôm nay các bạn gửi cho mình nhiều lượt run quá. Có mấy pha run ghê thật. 500 run. Rồi 300.000 nguyên thạch. Mình nghỉ anh em nhá, chào anh em nhá. Chúc mọi người ăn cơm tối ngon miệng nhá. Mình nghỉ đây, chào mọi người nhá.